Ngày hôm nay cũng như là lần đầu tiên Rufus gặp chồng của chị Hiền, khi anh với lại chị Hiền với lại chú Út là em của chú Tư vô trong bệnh viện để mà chăm sóc cho chú Tư với lại là chuẩn bị cái việc phẫu thuật tai cho chú Tư. Hình như là đi lên trên nhà được 2 lần, hôm nay là lần thứ 3 mới gặp được chồng của chị Hiền. Chắc là ở nhà chắc cũng có nói đúng không anh, là đi làm hả? Nghe chị Hiền nói là anh là sức khỏe không có mà đi làm là làm nặng nữa mà phải gán làm à, mình đang làm công việc gì á anh Kỳ? Anh làm hồ. Làm hồ hả? Làm nổi không? Sao thấy gán hả? Giờ bữa anh đi khám ở bên khu đồ 4 chụp X quang á, sĩ có nói với em là em gãy cái vai sườn. Gãy cái vai sườn hả? Dạ em gãy cái vai sườn. Bác sĩ hỏi em có đánh nhau không? Nói không. Ông bác sĩ hỏi là có thấy thầy giáo không? Cũng không có. Là tự động mình đau rồi đi chụp gì là nó ra chứ không có té, không có tai nạn gì làm việc hết. Em mới nhớ chụp ra là lúc trước em có sửa một cái cây sắt 18 á, em cầm đi tầm cua mà em bẻ nó bị chợt, rồi nó mới đập vô cái vai sườn của em, nó đau quá. Em mới nói chắc không đến đổi đâu, em dán qua em dùng uống thuốc, em lướt nước qua. Thế bây giờ là bác sĩ nói là kêu em nghỉ dưỡng đi, không có làm nữa. Bị đau bao lâu rồi? À, em bị đau hồi năm rồi, lúc mà cha em đang nằm ở trong cái gãy. Còn công việc làm hồ của anh nó làm bao lâu rồi? Dạ, em làm 5 năm, 6 năm. 5 năm, 6 năm nên là cũng quen, nên là mình bây giờ mình chuyển qua công việc khác á, thì nó lạ, với lại là cái tiền nông thì nó không bằng đúng không, nên là gắng làm. Chủ nhật có đi làm không? Dạ, chủ nhật em đi làm. Làm đâu, cái đau chỗ nào đâu chỉ em ta. Ông này ông ốm mà ông ốm yếu mà nó ông nhìn thấy ông không có khỏe ha. Đang ở đây hả? Ở bên bên trái ha. Bao nhiêu ký? 44 ký. 44 ký hả? Có gì ngồi đi, ngồi đây đi, mình nói chuyện. Ngồi kế chú Út đi chứ để đứng đau lưng nữa. Ngồi đi, chú Tư ngồi đây nha. Để con qua ngồi kế anh Kiệt cái. Sao nghe nói cái khóc là ông này á, ông này á, ông nhỏ hơn chị này 5 tuổi. 5 tuổi đó. Hồi đó sao quen, hai người sao quen? Em lên trên này em làm á. Lúc em mới lên, em lên bên bên Suối Tiên á. Dạ. Rồi qua đó em làm, tình cờ gặp rồi quen biết. Thấy hợp thì hai người sống tới giờ. Em vô cái vấn đề về gia đình mình chút xíu nha. Anh có ngại không? Về cái vấn đề cô ở dưới quê thì sao, giải quyết như thế nào? Bữa em có điện cho mẹ lên, mẹ nói giờ giúp bác, mẹ không có lên nữa. Bây giờ nhóm mà con lo được cho cha thì con lo, mà giờ khi mẹ về lo cho cha nữa là mẹ giúp bác, mẹ không có về. Từ trước đến giờ cô có như vậy không anh Kiệt? Thỉnh thoảng cũng có điện về cho anh em nói là đứa nào lo được cho cha thì lo đi, chứ mẹ không có lo nữa, mệt mỏi lắm rồi. Cái này em cũng sẵn là em cũng hỏi giùm khán giả luôn nha, tại vì em cũng có nói chuyện qua cô á, thì cô có nói là anh cũng có lớn tiếng hay là nặng lời gì với cô á, thì cái đó là như thế nào? Thì cái đêm đó là đêm thứ sáu sáng thứ bảy, mẹ bắt đầu đi qua bên nhà chị thứ hai á chơi, hỏi em chưa dám hỏi em nữa, bà chị thứ hai mới gọi điện cho
chơi, mà trong khi đó em có nói dặn chỉ một câu là mẹ bên bên đi qua bển chơi thì được rồi, rồi bển đây cha ăn cái gì, không ai chăm sóc hết. Con của em thì hai đứa nó còn nhỏ quá, em thì hai chồng em đi làm, em có giận sáng mẹ phải chữ cha 1 giờ sáng chữ cho đến 5-6 giờ sáng, em mới giận quá em bước xuống em hỏi chứ bây giờ bà chữ đi được chưa, bà muốn đi đúng không, bà muốn đi thì bà đi cho bước con mắt tôi đi, bình phải chửi nữa. Em có nói câu đó, có nói đúng không, mình nói thì mình có nói ha. Em bước ra ngoài em mới móc điện thoại em điện cho bà chị thứ hai, em mới chửi bà, em mới nói bà chỉ biết sống riêng cho bản thân của bà thôi, còn bà kêu mẹ đi qua bển chơi giữ con bà cha bên đây cho ăn cái gì sẽ sống. Em có chửi thề với chị hai, mẹ bà không biết, bà mới nói là em chửi mẹ, nhưng mà thực tế em thì hai chị em mà chửi lộn với nhau. Dạ. Em có chửi chị hai em, mẹ không biết, mẹ mới nói em là em chửi mẹ, nhưng mà em sống từ nhỏ tới lớn giờ tới giờ chưa bao giờ em chửi cha chứ hay là mắng mẹ. Mẹ có chữ gì nữa em cũng đến hơn à. Với lại một phần á, anh này á là trụ cột của gia đình. Anh bây giờ anh lo cho vợ con nè, anh lo cho ba nè, rồi cái sức khỏe của anh nói chung là cuộc sống, nên là nhiều khi nó trong một cái khoảng thời gian gì đó anh sẽ bị áp lực đó. Bị áp lực nên là nhiều khi là cũng lớn tiếng hay là cái gì đó. Mà từ trước giờ có lớn tiếng với cô như vậy không? Ít lắm, không mới có vụ này thôi ha. Mình tại mình không thấy không ai lo cho ba, thì cha thì tập nguyện như vậy, nhưng mà mẹ thì mẹ đòi đi chơi. Đi chơi hả? Dạ, đòi đi qua bển chơi một tuần. Em mới giận, em có nói gì đó, cha bên đây mẹ đi rồi cha bên em cha ăn cái gì. Đi thì một là đi là hai vợ chồng đi luôn, hai là nói là mấy anh em qua nhà của anh chơi cũng được. Nhưng mà bà kia thì bà không chịu, bà không chịu đem con qua bên này. Chị hai chị ở gần nhà anh không? Dạ, hồi lúc trước thì bà có xuống đây gần, bà làm đâu được tháng ngoài đó. Bà giận chồng bà bỏ bà đi, rồi giờ bà về bên chồng bà rồi. Em có nói là đem cháu qua đây đi, em giữ cho, em để cho mẹ giữ. Có sùng gì đó đây, nếu mà không có tiền thì em mua cho. Em có nói như vậy nhưng mà chị gì bà không chịu, bà đòi mẹ đi về bển. Thôi nói chung là hình như là lúc nào mình gặp chị Hiền đó thì mình cũng có nói á, chị Hiền là chắc là không bao giờ mà kiểu mà sẽ cũng như ngại hay là cái gì đó, nên là lúc nào mình gặp chị Hiền mình cũng nói là mỗi khi mà lên ở trên video ở trên kênh GoFood á thì hãy nói kiểu mà người nhà ở trong nhà với nhau thì có gì thì nói chuyện với nhau được rồi. Giận hờn hay là nhiều khi lớn tiếng hay là nhiều khi là nó làm quá thì nó cũng không tốt, tại vì trong nhà không à, lúc nào mình cũng dặn chị Hiền là như vậy. Ví dụ như trong nhà ở dưới có nghe được hay có xem được thì nó cũng cái nhiệt độ nó cũng hạ xuống, chứ nhiều khi mình vô mình đôn đốc mình nói cái này cái kia rồi ở dưới rồi làm kiểu mà hai bên kiểu mà nghe gỗ lớn tiếng nhau nó không tốt. Lúc nào cũng vậy á, đúng không chị Hiền? Lúc nào gặp chị Hiền mình cũng nói là ví dụ như đầu cái video hay là cuối video chị nói cho nó nhẹ nhàng chút xíu. Giờ chuyện nó cũng dở lỡ rồi như vậy. Còn đi làm bây giờ đi làm tiếp luôn, nghe nói là đi làm tiếp luôn chứ không có tiếp vợ với lại là ông chú để mà phụ cho ba hả? Dạ, nếu mà có ở nhà em có việc làm thì em sẽ chạy về làm, chứ bằng em còn trông hai đứa nhỏ nữa. Hai đứa nhỏ không có ở trông á. Ừ, cũng mà quên hai đứa nhỏ nữa. Bây giờ ở nhà hai đứa ai coi? Dạ, cũng gửi cái cô tên Liễu ở sát bên á, sáng thì cô đi làm, sáng cô nấu cơm giùm cho, rồi chiều cô về. Ở ban đêm không ai, không có người ngủ với tụi nó. Trời. Bây nhìn cái tay chú Tư bữa nay con nhìn mấy thấy nha, từ bữa giờ không sao con không thấy ta. Cái tay bữa nay bị lỡ nè. Giống như ngày là ông bò ông giống chống gạch. Ủa hồi hổm là có rồi mà con không thấy hả? Dạ đúng rồi, có rồi. Chống gạch bò. Mới đầu nó vậy nè, sau rồi đó nó gớt cái cụ. Bữa nay mới thấy nè, cái tội. Phần này nó nhìn thấy nó không có rồi mọi người. Ngoại tử từ từ hết á, bị sưng nè. Sưng rồi, ngoại tử rồi.
Rồi mấy nay là có điện riêng cho anh không? Mẹ với lại mấy chị em trong gia đình? Không ai điện luôn hả? Nhưng mà chắc họ xem hết rồi. Còn riêng về cái cô gì mà đó cho mình thuê, họ cho mình ở đậu ở dưới quê đó, cô đó là anh nhận xét như thế nào? Hôm bữa nay đang lên tới giờ cũng không có nghe mợ ba điện lên nói gì hết. Có bộ ẩm mợ ba có nói rồi, con làm gì con lo cho cha con được, con làm đi, ở dưới này không ai suy nghĩ gì đâu. Mà cậu ba kìa, cậu ba có nói tiếng nói gì không? Dạ, cậu ba không có nói gì với em, chỉ có mợ ba nói tiếng đó, mợ ba nói gì giờ con lo được cho cha con thì con lo đi, ở dưới này không ai suy nghĩ gì đâu. Còn mẹ thì không có cái gì không. Có như là muốn làm gì làm. Dạ quán nghỉ đi. Rồi không biết chợ qua cha con cho nên chợ kiếm ngoài không gặp. Mấy bên đây nó chỉ qua bên đồng bốn này, bên cái gì phút này nè. Bên đây nữa rồi nó chỉ qua vô bên đó đó. Giờ anh kêu làm thủ tục lại. Chứ là mới gần nó nói cái này xong kia ổng nói cái này là tôi không nhận nữa. Sao vậy? Ông cũng mổ nữa mà ông không nhận, tại nhận tôi xước hút mổ. Ông kia đâu cũng mổ nữa, mà ông kia ông nó không nhận, xong có xước lên nghỉ rồi. Thì ông cái thế tôi sẽ hút đó là ông mới vô gặp chú về mới cái này không nhận rồi. À, nghe chị Hiền nói là được khoa, có cái chuyện khoa rồi. Yên tâm. Trong phụ ông. Từ hôm qua nay giờ đóng hết nhiêu tiền rồi? Chú con biết không? Để chút con hỏi. Đồng ông chết mình mà hai gán đi sao vậy? Nếu ông đi á, con không đẩy mình đi rồi đóng được. Tại mình định cho mình mà đó, mình cho con. Với lại có giờ có chú uống rồi cũng đỡ. Có chú phẩm đâu, chú đỡ lắm. Chứ hồi nãy lần thứ ba này ổng nổi. Ông này ổng ốm yếu quá mà. À, thưa với mọi người là hôm nay là có chú Út, đó là em Út của chú Tư á, xuống đây mà phụ khoảng ít nhất là sau khi mà phẫu thuật cho chú Tư xong. Tại vì có đàn ông thì sẽ ẩm bồng rồi hoặc là vệ sinh nó tiện hơn là chị Hiền đó. Thì chú Út với chú hồi nãy mình cũng có xin phép là phỏng vấn chú Út, nhưng mà chú Út là rất là ngại vì tại vì anh của mình mà bị gặp khó khăn, gặp vô những cái tình huống như vậy, mà trong khi làm em mà không có thể nào giúp được cho anh, nên là khi mà lên trên video á, thì chú Út ngại nên là không có lên trên video đó. Chú Út hồi nãy cũng không cũng ở gần đây nè, không ngại sao mình không dám. Không có gia đình không chú? Có gia đình đó, không vậy, không ngủ đó. Bên nhà ông cũng đang đi làm đúng không? Đang đi làm một nghỉ luôn lo cho anh cũng được. Dạ, còn ai thì dạ, cũng có ba anh em trai mà đi uống xa rồi còn lại dặn đây nhờ mấy bữa con mấy kinh rừng được cũng đỡ. Đúng rồi. Không có được canh. Không hết đó không chú Tư? Hết rồi. Không nói nữa, nhìn biết đó. Em có lên tới đây là tới nhà kia mà không có đưa cô nhân.
nhìn thì cứ tưởng là con gái, nhìn cứ tưởng là con gái ruột không ạ, con gái ruột. Đi từ sáng giờ nói mọi người. Hết rồi đó, hết rồi đó. Có canh không? Canh có. Thấy vô từ ăn cơm thấy thèm quá. Thấy thèm quá, đang cũng đang đói bụng. Chú Tư mai mốt nếu mà phẫu thuật xong á, chú Tư định làm cái gì? Bán số. Bán số hả? Bán ở Bình Dương rồi hả? Bán Bình Dương ở cho con. Cũng hay, nếu mà cái tay khỏe thì chắc kiếm xe lắc hay là gì đó ha. Hoặc là mình ngồi chỗ ha, mình để cái thùng một cái tủ xe, tủ với số á. Xe lắc á mình sợ. Hả? Xe lắc mình sợ. Đang thấy lọc rồi, gọi là. Để lấy cành cho. Cành cái rồi. Canh này ăn con nữa thì còn có sức thì ăn không? Gói rồi đem lên hết chưa, quần áo rồi đem hết. Sau khi mà gặp cú xong đó thì nghỉ ngơi khoảng chút xíu thì chị Hiền sẽ dẫn chú Tư lên trên lầu để mà nhập viện, rồi nơi mơ gì sẽ phẫu thuật cho chú Tư. GoFood xin phép được kết thúc cái video ở đây về tình hình sức khỏe của chú Tư, và cũng như là sau khi phẫu thuật thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho cô chú anh chị. Cũng như là gửi đến cho cô chú anh chị một vài thông tin trong video này. Sẵn tiện thì cũng xin phép được xin lỗi đến mọi người. Có thể là cái âm thanh trong cái video ngày hôm nay nó không có được tốt. GoFood sẽ cố gắng khắc phục, cũng như là cảm ơn mọi người có gì sai sót trong cái video này hoặc là những cái clip trước đó thì mong cô chú anh chị bỏ qua. Một lần nữa thì cảm ơn tới cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video sau. Con tưởng là giờ nghỉ trưa tao không làm chứ. À mình vô mình nhập viện. Rồi. Có gì báo em nha.